Gã MC truyền hình chua ngoa nhất Việt Nam. Nguyễn Hữu Chiến Thắng sinh năm 1973 tại Hà Nội là một người dẫn chương trình. Anh được biết đến với chất giọng trầm khàn, đầy truyền cảm, đặc biệt là khi dẫn trong các chương trình ca nhạc. Anh bắt đầu được biết đến từ khi dẫn chương trình 24 hình trên dây của VTV3. Từ nhỏ, Thắng đã mê ca hát. Hát hay nên đương nhiên được lựa chọn vào đội văn nghệ của trường, rồi đi thi nơi này nơi kia. Đang hát hò tưng bừng thì bỗng nhiên một ngày mẹ anh có lệnh: "Thôi, đàn hát thế đủ rồi, tập trung vào học hành đi." Thích con trai mình trở thành kiến trúc sư, bố mẹ anh cậy nhờ thầy dạy vẽ nổi tiếng. Được một thời gian thì thầy ngao ngán lắc đầu, trả anh về cho phụ huynh vì anh không có năng khiếu vẽ vời. Lòng vòng rồi đỗ chuyên văn trường Hà Nội Amsterdam, rồi đỗ đại học tổng hợp, đủ điểm sang Nga, học đại học Maxim Gorky, rồi đi làm MC. Giờ thì đứng chân trên vai trò phóng viên VTV6. Thời theo học khoa văn, học dịch của trường đại học Maxim Gorky, Nguyễn Hữu Chiến Thắng từng là giọng ca quen thuộc tại các phòng trà, vũ trường của người Việt tại Nga. Sau khi tốt nghiệp trường văn khoa Gorky, anh về kiêm nhiệm công việc bình luận bóng đá và biên tập một số chương trình thể thao của truyền hình cáp Việt Nam. Khi chân ướt chân ráo vào nghề truyền hình, công việc của anh là biên dịch phim, chủ yếu là phim Nga. 3 năm sau thì đầu quân sang 24 hình trên dây. Thiếu người dẫn chương trình nam giới, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp khích: "Dẫn đi, có gì đâu mà ngại." Chính cái câu "có gì đâu" tưởng như nhẹ tênh ấy đã khiến anh nổi máu liều, cầm micro dẫn. Hóa ra ngon ơ. Chiến Thắng là MC của Ban Thể thao Giải trí và Thông tin Kinh tế, làm công tác dịch và biên tập phim. Anh có giọng nói tạo được ấn tượng với khán giả từ lúc chưa xuất hiện, với tư cách là người dẫn chương trình của trò chơi điện ảnh. Khán giả truyền hình nhớ đến Nguyễn Hữu Chiến Thắng đầu tiên qua giọng nói. Anh được trời phú, có chất giọng đặc biệt ấn tượng. Tất nhiên, khi mới vào làm ở đài truyền hình Việt Nam, chính bản thân anh cũng không nghĩ có một ngày mình được nhiều người biết đến và yêu quý chính là từ giọng nói. Vì thế, lúc anh lên hình, không ai nghĩ chủ nhân của giọng đọc là một con người còn trẻ gắn bó với VTV3. Thắng lại có bước ngoặt khi chuyển sang truyền hình cáp, rồi cũng chẳng ở yên đó, lại bay nhảy, thử liều mình sang một cơ quan khác ngoài đài, và bây giờ là phóng viên của VTV6, một kênh truyền hình dành cho giới trẻ. Với kiến thức hiểu biết khá nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, Thắng được nhiều đồng nghiệp bạn bè khen ngợi là MC có tài với lối dẫn rất duyên. Nguyễn Hữu Chiến Thắng là một tín hữu công giáo Roma, anh có tên thánh là Emmanuel. Giọng đọc hiếm, một thời bôn ba. Tạo hóa vốn công bằng, người không cho Nguyễn Hữu Chiến Thắng vẻ ngoài nổi bật, nhưng lại cho anh một chất giọng nói trầm khàn, truyền cảm vô cùng đặc biệt. Không chỉ là MC dẫn nhiều chương trình của VTV, Thắng còn là giọng đọc quen thuộc của nhiều phim tài liệu, ký sự. Chiến Thắng hiện là giọng nam hiếm hoi, có giọng đọc truyền cảm, đi vào lòng thế hệ khán giả truyền hình với dấu ấn không thể phai mờ. Thắng bảo: "Anh yêu ca hát khi còn bé xíu. Hình ảnh cậu bé con têu nghêu hồn nhiên đứng trên giường hát líu lo được cả nhà vỗ tay khi lên 6 tuổi đến giờ vẫn có trong ký ức của anh." Mặc dù yêu thích ca hát nhưng Thắng lại được bố mẹ định hướng cho học vẽ vì bố mẹ muốn anh trở thành một kiến trúc sư. Đĩa khế chua bình thản. Thắng là một cá tính lạ ở đời thường. Gặp sự bất bình trong cuộc sống, anh sẵn sàng lên tiếng, chửi rất bài bản, chua ngoa trên trang cá nhân. Bạn bè gán cho anh hai chữ ngoa ngoắt cũng chẳng sai. Bạn thấy đấy, đã là điều ấn tượng thì đôi khi có ngọt sắc lên cũng khiến bạn nhăn mặt. Giống như khi bạn ăn một ly chè ngọt sắc cũng có thể nhăn mặt, hay uống một ly nước chanh quên bỏ đường cũng nhăn mặt. Việc chọn chua hay ngọt là quyền của tôi. Avatar Facebook của tôi là hình một đĩa khế cơ mà. Ừ thì tôi chua ngoa đấy, nhưng đằng sau chua đấy là gì thì có lẽ cần phải ngồi lại với nhau, chậm hơn để nhìn nhận. Những ai thương tôi thì hãy chịu khó hiểu tôi và ở lại với tôi. Tôi không bắt tất cả thiên hạ ở lại với mình được. Chiến Thắng hóm hình, nói cười. Gã MC không có nhiều bạn thân làm nghệ thuật, ngoại trừ ca sĩ Minh Thu, Hương Mơ. Anh cũng chưa bao giờ đặt ra một tiêu chuẩn hạnh phúc theo kiểu phải có xế hộp, nhà lầu hay xa hơn là một gia đình hạnh phúc. Tất cả những điều đó anh không phủ nhận, có thì tốt,
bởi với một cuộc sống hiện đại, đó là nhu cầu thường thấy. Thắng hài lòng với sự cần cù và bình thản mà anh đang có. Cái Thắng cần là giây phút bình yên để chiêm nghiệm cuộc đời. Bởi vậy, Thắng vẫn giữ thói quen đi xe đạp đi làm. Thứ nhất, đi xe đạp là bài thể dục hàng ngày. Thứ hai, khi đi xe đạp giúp anh sống chậm hơn, nhìn nhận cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi vẫn nhớ ngày 23 Tết vừa rồi, sau khi làm xong mâm cơm cúng, dọn dẹp nhà cửa, tôi lấy xe đạp dạo một vòng và nhìn thấy một bà cụ ngồi co ro ở một góc đường, người cuốn đầy ni lông, trước mặt là những bao lì xì được bày biện ra bán, trông tội nghiệp vô cùng. Nếu đi xe máy tôi sẽ vèo qua và có thể không nhìn thấy, rồi có nhiều chuyện hóng hớt khác mà tôi nhìn thấy hay kể trên Facebook nữa. Đấy là những câu chuyện thật, không tô vẽ. Hơn 40 tuổi, tôi muốn sống chậm lại, muốn là một phần tử tan hòa trong đời sống. Tôi không muốn là người tách bạch đám đông, không phải là một leader chỉ huy đám đông hay này khác, phù phiếm. Đời người, mình hãy làm tốt phận sự của mình đi đã, rồi đâu có đó. Đời không bỏ quên ai bao giờ. Thắng trầm ngâm. Cô đơn không khiến tôi khóc. Niềm vui lớn nhất của Thắng bây giờ, bên cạnh công việc, là nỗi khát khao được hát, được ra sân khấu, được nhìn thấy khán giả. Mặc dù anh biết mình không phải tên tuổi lớn, cũng không sở hữu chất giọng tuyệt hay, mà chỉ có cái tình. Cái tình ấy ảnh hưởng từ cha anh, người đã chìm nổi với nhạc tiền chiến như một tín đồ. Gã MC kiêm ca sĩ cũng thích tự tay làm các công việc nội trợ. Anh tự tay muối vải cà, kho nồi cá và hào phóng tặng dù với bất kỳ ai. Với Thắng, việc muối cà đơn giản là chia sẻ kỷ niệm. Một quả cà bé tí hin, mua vèo cái là được ngay, nhưng tự tay muối vải cà, tôi sẽ nhớ lại hình ảnh mẹ từng còng lưng có được những vải cà mà đôi khi nó cũng khắm, cũng khú và đủ loại tật nguyền ở trong đó. Thắng bảo bố anh là một người lính công binh, sau đó quay sang làm nghề xây dựng. Mẹ anh làm trong ngành xây dựng. Khi còn nhỏ, Thắng và bố khắc khẩu không hợp tính nhau, nhưng ngược lại với mẹ, Thắng luôn nhận được sự đồng cảm. Bởi vậy cách đây hơn một năm, khi mẹ anh rời bỏ anh ra đi, khiến anh choáng váng và suy sụp ghê gớm. Bố anh chuyển về ở với em gái để tiện đưa đón các cháu. Thắng sống một mình cùng mấy người em họ. Hàng tuần, dù bận đến mấy, Thắng vẫn dành thời gian xuống thăm bố. Hoặc cũng có khi bố anh tự bắt xe buýt lên thăm con trai. Hai bố con ăn với nhau bữa cơm, nói dăm ba câu chuyện. Thắng cho đó là những giây phút hạnh phúc, bởi bố con anh dường như đã thông cảm với nhau nhiều hơn. Anh đã làm gì mỗi khi phải đối diện với nỗi cô đơn? Đặt câu hỏi cho Chiến Thắng, anh cười nói: cô đơn không khiến tôi khóc. Khi tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp và cảm động, tôi sẽ khóc. Còn cô đơn, nói thật, ai cũng cô đơn, kể cả những người giàu có nhất. Xung quanh luôn luôn là đám đông thì vẫn cô đơn cơ mà. Làm quen với nó đi. Nếu để xem nhạc tình thì cô đơn cũng đẹp mà. Nếu chỉ đọc những gì Nguyễn Hữu Chiến Thắng viết trên trang cá nhân hoặc gặp thoáng qua trong một bữa tiệc, sự kiện nào đó, bạn có thể ngại gã trai chua ngoa này. Nhưng khi đã trở thành một người bạn hay chỉ là một đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày, chắc chắn bạn thấy Thắng đích thực là một gã trai ngọt lịm.